Xin chào mọi người. Hôm nay Ly sẽ dạy cho mọi người một cách tiêm tê gây tê cục bộ không đau ở vùng môi. Trước khi chúng ta tiêm môi á, thì những chị em nào mà sợ đau á thì xem video này nhé. Thì chúng ta sẽ gây tê trước rồi chúng ta sẽ tiêm tê ở môi thì nó sẽ không đau trong quá trình tiêm môi. Và em quay lại đây, Ly sẽ hướng dẫn mọi người cách tiêm nhé. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ tiêm ở đây ha. Và hai bên này. Và chúng ta sẽ dùng một cây kim như thế này đây. Và chúng ta sẽ tiêm ở từ dưới lên. Chúng ta sẽ tiêm từ đây lên. Tiêm từ đây lên và chúng ta tiêm ở bên trong. Thì sau khi chúng ta tiêm hai điểm này xong á, thì bắt đầu chúng ta sẽ tiêm ở phần môi dưới này. Với phần môi dưới thì chúng ta sẽ gây tê ở đây ha. Chúng ta sẽ gây tê ở đây. Và chúng ta gây tê ở bên này. Và ở phần đây. Và ở đây. Và ở phần rìa môi này chúng ta sẽ gây tê ở trong này đây. Và chúng ta gây tê ở đây. Rồi, đối với phần môi trên á, môi trên thì Lê sẽ chỉ mọi người tiêm ở đây, mọi người tiêm ở đây. Chúng ta tiêm ở đây và ở trong này. Đấy, và ở trong này. Rồi, sau khi á mà chúng ta gây tê như thế này á, bây giờ Lê sẽ tiêm tê cho mọi người xem nhé. Và Ly sẽ quay cận cảnh Ly tiêm môi cho mọi người xem là nó không hề đau như mọi người nghĩ nhé. Chúng ta sẽ cầm môi. Rồi, chúng ta sẽ dở môi lên. Và chúng ta đưa kim từ đây vô. Chúng ta lắc nhẹ. Rồi, chúng ta sẽ bơm tê vô phần này. Rồi, chúng ta rút ra. Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ đi gây tê phần này. Rồi, sau khi mà chúng ta gây tê hai bên xong thì cái phần môi dưới bắt đầu nó tê. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ tiêm cái phần ở đây. Chúng ta có thể tiêm ở đây. Rồi, chúng ta tiêm bên này. Sau khi mà Ly tiêm tê xong thì chúng ta có thể chờ đợi 30 giây đến 1 phút rồi cho cái tê nó thấm rồi chúng ta bắt đầu tiến hành tiêm filler mọi người nhé. Cái bài giảng hôm nay á là nó giúp đỡ rất là nhiều người. Thì những chị em nào mà làm nghề á, người ta chưa có cái kỹ thuật mà gây tê môi này á, thì mọi người nắm bắt được để chúng ta sử dụng cho chính khách hàng của mình để chúng ta tiêm tê, tiêm môi. Rồi chúng ta tiêm môi nó không có bị đau trong quá trình chúng ta tiêm, khách hàng cảm giác là an toàn hơn, người ta đỡ bị sợ đau hơn. Thì đối với những chị em nào mà không sợ đau thì tới Ly không cần tiêm tê mọi người nhé. Nhiều lúc mình lười tiêm tê thì mình tiêm luôn cũng được, không sao. Rồi ok, bắt đầu mọi người. Come on.